Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời phái đoàn ban tôn giáo chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào cử hành thắp hương kinh viếng. Đài Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phái đoàn ban tôn giáo chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng ban tôn giáo chính phủ làm trưởng đoàn thắp hương kính viếng. Để bày tỏ lòng kính tiếc vô hạn và chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này đối với giáo hội, xin đề nghị phái đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, trân trọng cảm ơn phái đoàn, mời phái đoàn nhiễu quanh kim quan để tiễn biệt Giác Linh ngài lần cuối cùng. Kính thưa quý phái đoàn, đức bao dung thấm nhuần nơi cửa tình, nghĩa thâm tình tô đậm chốn thiền môn. Đại lão hòa thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là bậc cao tăng đã sống cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh. Trên cương vị lãnh đạo tối cao tinh thần của Phật giáo đồ, trưởng lão hòa thượng đã đóng góp to lớn công sức trí tuệ của mình cho sự hình thành và phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên cương vị quản lý tôn giáo, ban tôn giáo chính phủ do ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng ban tôn giáo chính phủ làm trưởng đoàn, đã đến trước linh đài đặt vòng hoa thắp hương kinh viếng, phân ưu chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này đối với giáo hội, môn đồ pháp quyến, sơn môn pháp phái và đồng bào Phật tử. Thay lời ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng cảm ơn phái đoàn, kính chúc phái đoàn sức khỏe, gia đình an vui và hạnh phúc. Trong khi tiếp đón quý vị, không sao tránh khỏi những sơ thất, mong được lượng thứ. Trân trọng kính mời phái đoàn trở về khách đường, ban tổ chức lễ tang xin được tiếp đón.